sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn/vietrachofficialstore. Hi, xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Chào mừng tất cả các bạn đến với bài học ngày hôm nay của chúng ta. Và trong bài học ngày hôm nay thì cô Hạnh và các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong bài số 9. Và bài số 9 đó sẽ có nội dung bài học nó liên quan vấn đề gì. Và học xong bài này chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán như thế nào. Thì cô và các bạn cùng chú ý lên trên màn hình nhé. Các bạn quan sát cho cô này. Đây, không sử dụng máy tính cầm tay có thể so sánh được hai số A bằng 3 căn 2 và B bằng 2 căn 3 được không? Vậy thì để so sánh được hai số này thì câu trả lời là chúng ta hoàn toàn có thể so sánh được. Thế thì so sánh bằng cách nào? Thì học xong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ so sánh được. Vậy các bạn chú ý theo dõi hết video này nhé. Đây, chúng ta cùng xem này. Chúng ta cùng vào cho cô bài số 9. Biến đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc 2. Nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm có 4 phần. Phần 1 là đưa thừa số ra ngoài dấu căn, phần 2 là đưa thừa số vào trong dấu căn, phần 3 là chụp căn thức ở mẫu và phần thứ 4 là rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc 2. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cho cô phần đầu tiên là đưa thừa số ra ngoài dấu căn này. Rồi, các bạn cùng quan sát cho cô hoạt động số 1 này. Cách đưa thừa số ra ngoài dấu căn, tính và so sánh cho cô. Căn của âm 3 thức ở bình nhân 25 như thế này. Rồi, và giá trị tuyệt đối của âm 3 nhân căn 25. Đấy, được chưa? Vậy thì ở đây cô sẽ có như sau. Lời giải này. Cô sẽ có là căn của âm 3 thức ở bình nhân 25 thì bằng căn của 9 nhân 25. Thì chúng ta sẽ được là bằng này. Âm 3 thức ở bình thì chúng ta được là 9 rồi, nhân 25 rồi, đúng không? Căn của 125 thì bằng 15. Đấy. Rồi tiếp theo chúng ta có là giá trị tuyệt đối của âm 3 nhân căn 25 thì chúng ta sẽ được là bằng bao nhiêu? Giá trị tuyệt đối của âm 3 nhân căn 25 thì giá trị tuyệt đối của âm 3 sẽ bằng 3. Căn 25 thì chúng ta sẽ được bằng 5. Đấy, 3 nhân 5 là bằng 15. Được chưa? Rồi, đấy là phần hoạt động số 1 của chúng ta. Rồi, thế thì các bạn sau phần này chúng ta sẽ kết luận được cho cô đó là căn của âm 3 tất cả bình nhân 25 thì nó sẽ bằng giá trị tuyệt đối của âm 3 nhân căn 25. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy được cho cô là âm 3 tất cả bình nó đang ở trong căn. Thì bây giờ cô đưa nó ra ngoài dấu căn, đúng không các bạn? Đấy, khi cô đưa ra ngoài dấu căn thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ được là bằng giá trị tuyệt đối của âm 3. Đấy, nhân căn 25 ở trong. Vậy thì đây chính là cái quy tắc để chúng ta đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Khi ở trong căn nó có dạng bình phương thì chúng ta có thể đưa ra ngoài bằng cách là thêm cho nó cái dấu giá trị tuyệt đối như thế này nhá. Rồi, các bạn quan sát này. Là nếu A là một số và B là một số không âm thì căn của A bình nhân B sẽ bằng giá trị tuyệt đối của A nhân căn B. Chưa? Rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ có phần chú ý như sau. Phép biến đổi trên thì được gọi là đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Chưa? Rồi, đấy là phần kết luận của chúng ta nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Luyện tập số 1, đưa thừa số ra ngoài dấu căn cho cô. Đấy, các bạn quan sát cho cô này. Để đưa được thừa số này ra ngoài dấu căn thì chúng ta phải đưa ở trong căn này về dạng đó là gì? Một cái bình phương nào đó nhân với một số, đúng không? Tức là mình phải có cho cô là A và B. Đấy, thế thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn quan sát nhé. Ở đây cô có này. Đây, cô là có lời giải. Căn 12 thì các bạn sẽ nhìn cho cô. Cô sẽ đưa nó về là bằng căn của 4 x 3. Đấy, 4 thì cô sẽ viết ở dưới dạng bình phương là 2 mũ 2 x 3. Rồi, sau đó thì cô sẽ có là 2 mũ 2 đưa ra ngoài thì sẽ bằng giá trị tuyệt đối của 2 nhân căn 3 ở trong. Vậy ở đây sẽ bằng 2 căn 3. Tiếp theo, bây giờ câu B. Đây cô sẽ có là 3 căn 27 thì sẽ bằng 3 nhân căn của 9 nhân 3. Thì các bạn thấy 27 thì sẽ bằng 9 nhân 3, đúng không? Đấy, chúng ta đưa về là thành 9 để mình có thể viết ở dưới dạng 3 mũ 2. Vậy ở đây cô có là 3 nhân căn của 3 mũ 2 nhân 3 thì sẽ bằng 3 mũ 2 này các bạn đưa ra ngoài thì bằng giá trị tuyệt đối của 3 và cô ghi luôn là bằng 3 các bạn nhé. Đấy, sau đó căn 3 ở trong, 3 nhân 3 là 9 nhân căn 3. Đấy là 9 căn 3, được chưa? Rồi, tiếp theo là câu C này. 5 nhân căn của 48 thì sẽ bằng 5 nhân. Đấy, căn của 48 thì cô sẽ được là 16 nhân 3.
Được chưa? Thì 16 ở đây thì cô sẽ có là cô sẽ viết được thành 4 mũ 2. Rồi nhân với 3 ở đây. Được chưa? Rồi ở đây cô sẽ có đưa 4 bình phương ra ngoài thì sẽ bằng giá trị tuyệt đối của 4 và nó sẽ bằng 4 luôn. 5 x 4 là bằng 20. Ở đây sẽ là 20 căn 3. Đấy là câu C của chúng ta trong phần luyện tập số 1 nhá. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái lưu ý như sau. Chú ý nhá. Đó là gì? Với những căn thức bậc 2 mà biểu thức dưới dấu căn có mẫu thì ta thường phải khử mẫu của biểu thức lấy căn, biến đổi căn thức bậc 2 đó thành một biểu thức mà trong căn thức nó không còn mẫu. Đấy, thế thì ví dụ như sau các bạn quan sát này. Tức là mình sẽ đi làm cho trong cái căn thức đấy nó không còn chứa mẫu nữa thì cô sẽ làm như sau các bạn quan sát nhá. Khử mẫu của biểu thức lấy căn sau. Đấy, tức là mình bỏ mẫu đi. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn quan sát nhé. Khử mẫu của biểu thức lấy căn. Nào, căn của 3 phần 5 thì cô sẽ có như sau. Cô sẽ nhân cả tử và mẫu của cái biểu thức ở dưới dấu căn này này với 5. Với cái mẫu này luôn đấy. Vậy ở đây cô sẽ được là căn của 15 phần 5 mũ 2. Đấy, căn của 15 trên căn của 5 mũ 2. Mà căn 15 cô viết nguyên, căn của 5 mũ 2 thì bằng giá trị tuyệt đối của 5 thì nó sẽ bằng 5, được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy ở mẫu nó đã mất căn rồi. Đấy, rồi. Đấy là phần luyện tập số 2 của chúng ta. Bây giờ chúng ta tiếp tục để củng cố phần này làm cho cô phần tranh luận nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cùng vào cho cô phần tranh luận như sau. Đây, các bạn quan sát cho cô là bạn Vuông có đưa ra một cái bài toán như thế này. Căn của âm 2 tất cả bình nhân 5 thì sẽ bằng âm 2 nhân căn 5. Em có đồng ý với cách làm của Vuông không và vì sao? À, vậy để xem là bạn Vuông làm đúng hay sai thì chúng ta sẽ cùng giải cho cô bài này nhé. Đây các bạn quan sát cho cô này. Cô sẽ có là căn của âm 2 tất cả bình nhân 5. Thì chúng ta biết rồi là cô có là nếu mà ở đây chúng ta có căn của A bình phương nhân B. Đấy, thì sẽ được là bằng giá trị tuyệt đối của A nhân với căn B. Đúng không? Tức là chúng ta sẽ đưa thừa số này ra ngoài dấu căn. Đấy. Thế thì ở đây nó phải là giá trị tuyệt đối của A. Vậy tương tự như thế áp dụng vào làm bài này chúng ta sẽ có là căn của âm 2 tất cả bình nhân với 5 thì sẽ phải bằng giá trị tuyệt đối của âm 2 nhân căn 5. Đúng không? Rồi giá trị tuyệt đối của âm 2 thì chúng ta được bằng 2. Đó. Rồi vậy thì chúng ta sẽ nhân với căn 5. Vậy kết quả phải là 2 căn 5. Rồi, vậy khi chúng ta ra 2 căn 5 rồi thì chúng ta thấy là không ra giống kết quả của bạn Vuông đúng không? Vậy thì tức là bạn Vuông làm chưa chính xác nhá. Rồi, tức là kết luận của Vuông là sai. Bây giờ tiếp theo chúng ta vừa đi tìm hiểu vừa nãy thì chúng ta đã đi tìm hiểu là đưa thừa số ra ngoài dấu căn rồi. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng đi vào phần thứ hai đó là đưa thừa số vào trong dấu căn nhá. Phần 2, đưa thừa số vào trong dấu căn. Vậy cách đưa thừa số vào trong dấu căn như thế nào? Chúng ta cùng tham gia cho cô hoạt động số 2. Tính và so sánh cho cô câu A. 5 căn 4 với căn của 5 bình nhân 4. Rồi, nào bây giờ chúng ta cùng giải nhé. Đây đầu tiên là câu A này. 5 căn 4 thì ở đây cô sẽ viết được thành như sau. 5 căn 4 thì nó chính là bằng 5 nhân. Căn của 4 thì chúng ta viết được thành 2, đúng nhỉ? Vậy bằng 10. Rồi, tiếp theo chúng ta có căn của 5 bình phương nhân với 4 thì sẽ bằng bao nhiêu các bạn? À, 5 bình phương chúng ta đưa ra ngoài nhé. Vậy bằng giá trị tuyệt đối của 5 nhân với căn 4. Đấy, vậy giá trị tuyệt đối của 5 thì chúng ta được vẫn là 5 này. Căn 4 thì bằng 2. Vậy 5 nhân 2 cũng bằng 10. Vậy từ đây thì chúng ta sẽ suy ra cho cô cái gì? À, so sánh cho cô là 5 căn 4 sẽ bằng với căn của 5 bình phương nhân 4. Đấy, được chưa? Rồi, tiếp theo là câu B nhé. Câu B cô có âm 5 căn 4 này. Thì ở đây chúng ta sẽ được là bằng âm của 5 nhân với căn 4 thì bằng 2. Vậy đây sẽ bằng âm 10. Tiếp theo cô sẽ tính cho cô, các bạn tính này, âm của âm 5 tất cả bình phương. Được chưa? Nhân 4. Vậy cô sẽ được là bằng âm của này. Căn của âm 5 bình phương thì chúng ta đưa ra ngoài dấu căn thì bằng giá trị tuyệt đối của âm 5. Đấy, nhân căn 4. Chưa? Vậy cô sẽ được là bằng âm này. Giá trị tuyệt đối của âm 5 thì ra là 5 này. Căn 4 là bằng 2 này. Vậy âm 5 nhân 2 bằng âm 10. Vậy từ đây chúng ta cũng suy ra được cho cô là gì? À, âm 5 căn 4 thì nó sẽ bằng
âm của căn âm 5 tất cả bình nhân với mấy các bạn? Nhân với 4. Rồi, vậy qua phần này chúng ta sẽ rút ra được cho cô cái kết luận như thế nào. Ví dụ qua cái phần đầu tiên này trước này. Đấy, các bạn quan sát nhá. 5 căn 4 này, ví dụ 5 này cô gọi là A đi. Đấy. Rồi, 4 này cô gọi là B. Vậy ở đây nó sẽ là A nhân căn B. Đúng không? Rồi, thì ở đây sẽ bằng căn của bao nhiêu? Căn của 5 bình, à tức là A bình, nhân với 4 tức là B. Đúng không? Đấy, vậy thì ở đây cô đã đưa thừa số A này vào trong dấu căn. Trong trường hợp này thì A của cô như nào? Lớn hơn 0. Đó, A lớn hơn 0 thì đưa vào trong dấu căn nó sẽ thành A bình nhân rồi B ở trong dẫn giữ nguyên. Rồi còn trong trường hợp này các bạn thấy cho cô là A của cô, ví dụ âm 5 này cô gọi là A đi. Đấy, trong trường hợp này các bạn thấy A của cô nhỏ hơn mấy đây? A bằng âm 5 nó nhỏ hơn 0. Được chưa? Thế thì ở đây cô có âm 5 thì tức là A nhân căn 4 là căn của B này thì sẽ bằng, các bạn quan sát cho cô trong trường hợp A nhỏ hơn 0 thì khi đó cô sẽ được dấu trừ ở ngoài, sau đó căn ở trong này, âm 5 tất cả bình thì tức là A bình. Đấy, nhân 4 tức là nhân B. Vậy khi đó trong trường hợp A nhỏ hơn 0 thì cô sẽ suy ra cái này. Chưa? Còn trong trường hợp A lớn hơn 0 thì cô sẽ có công thức đưa thừa số vào trong dấu căn như thế này. A căn B thì bằng căn của A bình nhân B trong trường hợp A lớn hơn 0. Còn trong trường hợp A nhỏ hơn 0 thì cô sẽ đưa ra được là bằng A căn B sẽ bằng trừ của căn mở ngoặc căn của A bình nhân B. Đấy, bây giờ các bạn rút ra cho cô phần kết luận nhé. Nếu A và B là hai số không âm thì A căn B sẽ bằng căn của A bình nhân B. Nếu A là số âm mà B là số không âm thì A căn B sẽ bằng trừ của căn A bình nhân B. Đấy, tức là ở đây các bạn sẽ có nếu A là số gì đấy nhỉ? Dương. Và B là số không âm. Đấy, B là số không âm thì A căn B sẽ bằng căn của A bình nhân B. Đấy, hoặc là các bạn có thể ghi cho cô ở đây là nếu A, B là hai số không âm thì chúng ta cũng có thể viết được dưới dạng A căn B bằng căn của A bình nhân B nhá. Đấy, thì A dương hay là A không âm thì đều có cái công thức ở phía trên. Còn nếu A âm thì chúng ta sẽ có công thức ở phía dưới. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có chú ý như sau. Các phép biến đổi trên được gọi là phép đưa thừa số vào trong dấu căn. Được chưa? Rồi, đấy là phần chú ý của chúng ta. Bây giờ áp dụng và làm cho cô luyện tập số 3 nhé. Đưa thừa số vào trong dấu căn. Nào, giải nào. Câu A, 3 căn 5. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đấy, thế ở đây cô sẽ giải cho các bạn nhé. Câu A như sau này. 3 căn 5. Đấy, thì sẽ bằng. Trong trường hợp này A của chúng ta là 3, nó lớn hơn 0 đúng không? Thì khi đó đưa vào trong dấu căn chúng ta sẽ được là bằng bao nhiêu đây các bạn? Đấy, đưa vào trong sẽ bằng là căn của này 3 bình phương nhân mấy? Nhân 5. Vậy sẽ bằng bao nhiêu? Căn của 9 nhân 5 là bằng 45. Tiếp câu B nhé. Âm của 2 căn 7 thì sẽ bằng. Rồi, trong trường hợp này A của chúng ta là âm 2 nhỏ hơn 0. Vì vậy chúng ta sẽ có là bằng âm này, để dấu âm ở ngoài. A bình, A bình vậy đây là âm 2 tất cả bình này, nhân 7. Đấy, vậy ở đây sẽ bằng bao nhiêu các bạn? À, bằng âm của này, căn này, âm 2 tất cả bình là 4, 4 nhân 7 là bằng 28. Vậy kết quả là âm căn 28. Đấy là phần thứ hai của chúng ta là đưa thừa số vào trong dấu căn. Phần thứ ba của chúng ta đó là trục căn thức ở mẫu. Vậy cách để chúng ta trục căn thức ở mẫu thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Vậy trước hết ý, thì chúng ta cùng xem cho cô xem là thế nào được gọi là trục căn thức ở mẫu. Đó là khi mà chúng ta tính toán với các biểu thức có chứa căn ở mẫu thì thường nó rất là phức tạp và chúng ta thường tìm cách là trục các căn thức ở mẫu, tức là chúng ta sẽ bỏ các cái căn thức ở mẫu đi đấy, loại bỏ, tức là chúng ta biến đổi cái biểu thức thành một biểu thức mới không chứa căn ở mẫu thì người ta gọi là trục căn thức ở mẫu. Đấy. Vậy bây giờ cách trục căn thức ở mẫu như thế nào? Chúng ta cùng vào cho cô hoạt động số 3. Nhân cả tử và mẫu của biểu thức 3A trên 2 căn 2 với căn 2 và viết biểu thức nhận được dưới dạng không có căn thức ở mẫu. Vậy bây giờ các bạn quan sát cho cô nha. Đây cô sẽ có như sau. 3A này. Đây cô sẽ có 3A trên này 2 căn 2. Đấy, bằng cô nhân cả tử và mẫu với căn 2 nhá. Cô được 3A nhân căn 2 này. Tất cả trên
dưới mẫu sẽ là 2 căn 2, bây giờ nhân thêm căn 2 nữa. Vậy trên tử của cô sẽ được là 3 căn 2 nhân với A. Còn dưới mẫu của cô sẽ là gì? 2 nhân căn 2 nhân căn 2. Căn 2 nhân căn 2 thì sẽ bằng căn 2 thất bọc bình, vậy nó sẽ bằng 2. 2 nhân 2 vậy bằng 4. Vậy các bạn sẽ quan sát cho cô được, các bạn thấy rằng là biểu thức nhận được đây, nó có dạng là không có căn thức ở mẫu, đúng không? Mẫu này không còn có căn nữa. Vậy cái việc làm như vậy cô gọi là trục căn thức ở mẫu. Đấy là phần hoạt động số 3. Tiếp theo chúng ta cùng làm cho cô hoạt động số 4 để tìm hiểu rõ hơn các cách trục căn thức ở mẫu nhé. Hoạt động 4, cô cho hai biểu thức là âm 2 trên căn 3 cộng 1 và 1 trên căn 3 trừ căn 2. Hãy thực hiện các yêu cầu sau để viết các biểu thức đó dưới dạng không có căn thức ở mẫu. Rồi, xác định biểu thức liên hợp của mẫu nào. Rồi, bây giờ câu A nhé. Đầu tiên này, cái biểu thức liên hợp của mẫu này thì căn 3 cộng 1 thì biểu thức liên hợp sẽ là căn 3 trừ 1. Được chưa? Biểu thức liên hợp của căn 3 cộng 1 thì sẽ là gì các bạn? Là căn 3 trừ 1. Rồi, còn biểu thức liên hợp của căn 3 trừ căn 2 thì sẽ là căn 3 cộng căn 2. Chưa? Biểu thức liên hợp này. Biểu thức liên hợp của căn 3 trừ căn 2 sẽ là căn 3 cộng căn 2. Rồi, tiếp theo câu B nhé. Đây, câu B. Chúng ta người ta yêu cầu nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu. Bây giờ chúng ta sẽ có này, câu sau đó câu C người ta bảo sử dụng hằng thức hiệu hai bình phương để rút gọn mẫu của biểu thức nhận được. Vậy bây giờ cô sẽ gộp cả câu B và câu C luôn nhá. Đây câu B và câu C người ta yêu cầu chúng ta nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu này. Xong rồi sử dụng bình phương. Đấy, hiệu hai bình phương để chúng ta rút gọn thì ở đây cô sẽ có như sau. Âm 2 trên căn 3 cộng 1 này. Đấy, sẽ bằng nhân cả tử ở mẫu với căn 3 trừ 1 này. Âm 2 nhân căn 3 trừ 1. Tất cả trên. Đây là căn 3 cộng 1 nhân căn 3 trừ 1. Đấy, vậy đây cô sẽ được là bằng. Cô sẽ có ở trên tử mình sẽ được là bằng âm 2 nhân căn 3 trừ 1. Đấy, nhân căn 3 trừ 1 nhé. Tất cả trên này, dưới mẫu ở đây là bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương đúng không? Căn 3 cộng 1 nhân căn 3 trừ 1, vậy sẽ bằng căn 3 tất cả bình trừ đi 1 bình. Thế căn 3 tất cả bình, đây cô sẽ được này, trừ đi 1 bình. Vậy ở trên tử cô viết nguyên, âm 2 nhân căn 3 trừ 1. Dưới mẫu này sẽ là bao nhiêu? Căn 3 tất cả bình là 3, 1 bình là 1, 3 trừ 1 còn 2. Rồi, vậy thì các bạn đã thấy rằng là mẫu của cô nó không trừ căn nữa. Tiếp đến cái phân số thứ hai nhá. Phân thức thứ hai là 1 trên căn 3 trừ căn 2 nhân cả tử và mẫu với căn 3 cộng căn 2 này. 1 nhân căn 3 cộng căn 2 tất cả trên căn 3 trừ căn 2 nhân căn 3 cộng căn 2. Rồi, vậy đây chúng ta có trên tử sẽ là căn 3 cộng căn 2 tất cả trên mẫu này. Mẫu ở đây tương tự như thế, chúng ta sẽ có là căn 3 tất cả bình là 3, đúng không? Đấy, trừ đi căn 2, trừ đi 2 tất cả bình ở đây. Đây là căn 2 nhá. Đấy, căn 2 này. Trừ đi căn 2 tất cả bình, vậy là 2, vậy 3 trừ 2 thì bằng 1. Vậy kết quả sẽ bằng căn 3 cộng căn 2 thôi. Đấy, vậy thì mẫu của chúng ta đã mất căn, tức là mẫu là 1 mất căn rồi. Vậy cái việc làm như vậy cô gọi là trục căn thức ở mẫu. Nhá. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là để trục căn thức ở mẫu được thì chúng ta có thể nhân cả tử và mẫu với cái căn mà ở dưới mẫu này, hoặc là nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu để chúng ta có thể là trục căn thức ở mẫu, đúng không? Vậy bây giờ cô sẽ có một số những cái công thức các bạn cần ghi nhớ như sau. Đây, với các biểu thức A, B, trong đó B lớn 0 thì ta sẽ có A trên căn B thì sẽ bằng A căn B nhân B. Tức là ở đây cô đã nhân cả tử và mẫu với căn B đấy. Đúng không? Tiếp,
Với các biểu thức A, B, C mà A lớn bằng 0, A khác B bình thì ta có C trên căn A cộng B, thì cô sẽ nhân biểu thức liên hợp của nó, nhân cả tử ở mẫu với biểu thức liên hợp nó là căn A trừ B. Đấy, còn nếu mà mẫu có căn A trừ B rồi thì cô sẽ nhân cả tử ở mẫu với căn A cộng B. Tiếp theo, trong trường hợp thứ ba là có C trên căn A cộng căn B thì biểu thức liên hợp của mẫu sẽ là căn A trừ căn B. Mình sẽ nhân cả tử ở mẫu với căn A trừ căn B để ra hằng thức hiệu hai bình phương nhé. Đấy, tương tự nếu C trên căn A trừ căn B thì sẽ bằng lấy cả tử ở mẫu nhân với căn A cộng căn B, tức là biểu thức liên hợp của mẫu đấy. Rồi, đấy là phần kết luận của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng làm cho cô phần luyện tập 4 nhé. Luyện tập 4 này, trục căn thức ở mẫu các biểu thức sau. Câu A. Rồi, bây giờ cô sẽ có câu A như thế nào? Các bạn quan sát này, trừ 5 nhân căn của x bình cộng 1 này. Đấy, tất cả trên 2 căn 3. Vậy bây giờ cô sẽ nhân cả tử và mẫu với căn 3 nhé. Cô sẽ có là trừ 5 nhân căn 3 này. Đấy, trên tử là căn của x bình cộng 1 này. Tất cả trên, ở đây cô có là 2 nhân căn 3. Xong nhân thêm căn 3 nữa. Vậy đây cô sẽ được là trừ 5 căn 3 nhân căn của x bình cộng 1. Dưới mẫu chúng ta có là căn 3 nhân căn 3 là 3, 2 nhân 3 là 6. Vậy cô đã trục căn thức ở mẫu xong. Tiếp là câu B. A bình trừ đi 2A. Tất cả trên này, căn A cộng căn 2. Đấy, thì biểu thức liên hợp của mẫu sẽ là căn A trừ căn 2. Vậy cô sẽ có là A bình trừ 2A nhân với ở đây là căn A trừ căn 2. Tất cả trên, dưới mẫu chúng ta sẽ có là căn A cộng căn 2 này nhân căn A trừ căn 2. Rồi, vậy đây sẽ bằng là A bình trừ 2A nhân với căn A trừ đi căn 2. Đấy, vậy tất cả trên này, đây cô sẽ có căn A cộng căn 2 nhân căn A trừ căn 2 thì sẽ là căn A tất cả bình. Vậy là A, đúng không? Rồi, ở đây cô có là căn 2 tất cả bình, trừ đi căn 2 tất cả bình, vậy là trừ đi 2. Đấy, được chưa? A trừ 2 nhé. Rồi, ở đây chúng ta hoàn toàn có thể rút gọn được tiếp này. Các bạn quan sát cho cô này. A bình trừ 2A thì cô sẽ đặt từ A ra ngoài. Thì ở trong sẽ còn bao nhiêu các bạn? À, A trừ 2, đúng không? Nhân căn A trừ căn 2 trên A trừ 2. Đấy, bây giờ cô lại có như sau này. A trừ 2 và A trừ 2 chúng ta rút gọn cho nhau. Vậy ở đây sẽ chỉ còn A nhân căn A trừ căn 2 thôi. Đấy, vậy các bạn, mẫu của chúng ta đã là 1 rồi. Vậy thì nó đã không còn căn nữa. Vậy cô đã làm xong luyện tập số 4. Tiếp theo chúng ta cùng sang cho cô bài phần số 4 nhé. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc 2. À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Khi mà chúng ta rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc 2 thì chúng ta cần phối hợp các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và các phép biến đổi đã học của trong bài học ngày hôm nay. Ví dụ đó là đưa thừa số ra ngoài hoặc là đưa thừa số vào trong dấu căn. Khử mẫu của biểu thức lấy căn hoặc là trục căn thức ở mẫu để chúng ta có thể rút gọn được biểu thức. Chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cho cô phần luyện tập số 5 nhé. Rút gọn biểu thức sau. Đấy, chúng ta vận dụng tất cả những kiến thức mình đã học được để mình làm. Vậy đối với bài này chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây, các bạn quan sát cho cô này. Ở đây cô sẽ có như sau. Cô sẽ quan sát trước này. Ở đây cô có cái mẫu đầu tiên này, cô có là 1 trừ căn 2, đúng không? Rồi ở đây chúng ta có là căn 22 trừ đi căn 11. Vậy cô sẽ làm như sau. Ở trên tử này cô có căn 22 này, cô sẽ viết được thành căn của này. Đây, căn 22 thì sẽ là căn của 2 nhân căn 11, đúng không? 2 nhân 11 ở trong trừ đi căn 11. Đấy, rồi tất cả trên 1 trừ căn 2. Đấy, 1 trừ căn 2 thì ở đây cô sẽ đặt dấu trừ ra ngoài, xong ở trong cô sẽ biến thành là căn 2 trừ 1. Đấy, được chưa? Ở đây cô sẽ sửa thành ngoặc vuông. Sau đó cộng ở đây cô cũng tương tự như vậy. Căn 21 thì cô sẽ viết được thành căn của 3 x 7 trừ đi căn của 7. Tức là trên dưới mẫu này cô cũng đặt dấu trừ ra ngoài để trong nó thành căn 3 trừ 1. Rồi,
Ở trong này, ở ngoài ngoặc này cô sẽ vẫn viết nguyên là căn 7 trừ căn 11. Rồi, sau đó cô sẽ được là bằng này. Trên tử đầu tiên này chúng ta thấy là căn 11 và căn 11 đúng không? Vậy chúng ta đặt căn 11 ra ngoài. Đấy, thì ở trong này sẽ còn căn 2 trừ đi 1. Tất cả trên ở đây sẽ là âm của căn 2 trừ đi 1. Rồi, cộng với nhá, ở bên này chúng ta sẽ đặt được căn 7 ra ngoài. Thì ở trong sẽ còn căn 3 trừ đi 1. Đấy, tất cả trên này, dưới mẫu này cô sẽ có là trừ của căn 3 trừ 1. Nhân ở ngoài cho cô. Nhân này. Nhân nhá. Căn 7 trừ đi căn 11. Đấy. Vậy ở đây cô sẽ rút gọn như thế nào? Đây các bạn quan sát cho cô căn 2 trừ 1 với dưới là căn 2 trừ 1 nhá. Hết này. Vậy còn căn 11 chia cho âm 1 ở dưới. Vậy ở đây là âm căn 11. Cộng với ở đây chúng ta sẽ có là căn 3 trừ 1 và căn 3 trừ 1 này triệt tiêu này. Vậy đây sẽ còn âm căn 7. Đấy, rồi. Được chưa? Nhân với ở đây là căn 7 trừ mấy các bạn? Căn 7 trừ căn 11 nhá. Rồi, và đây cô sẽ có như sau. Ở cái ngoặc hai cái anh đầu tiên này căn 11 trừ căn 11 cộng với âm căn 7 này, cô đặt dấu âm ra ngoài thì ở trong sẽ còn là căn 11 cộng căn 7. Đấy, nhân ở ngoài là căn 7 trừ đi căn 11. Chưa? Vậy đây cô sẽ có là bằng này. Âm này cô viết nguyên. Ở trong này chúng ta sẽ thấy là hằng thức này, căn 7 cộng căn 11 nhân với căn 7 trừ căn 11. Vậy sẽ là căn 7 tất cả bình là bằng 7 này, trừ đi căn 11 tất cả bình là 11. Đó, vậy kết quả sẽ bằng 7 trừ 11 là 4, trừ của 7 trừ 11 là âm 4 này, trừ của âm 4 vậy là dương 4. Vậy kết quả của chúng ta sẽ là dương 4 trong phần luyện tập số 5. Đấy là cái phần luyện tập của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cho cô số bài tập trong phần luyện tập nhé. Luyện tập các bạn sẽ giải cho cô bài 3.22. Đấy, rút gọn. Cô sẽ làm một cái bài tổng hợp như thế này. Biểu thức A bằng căn của x nhân với 1 trên căn x cộng 3 trừ 1 trên 3 trừ căn x. Rồi, vậy biểu thức này cô sẽ rút gọn như thế nào? Các bạn quan sát cho cô này. Cô sẽ có ở đây là căn x này. Nhân với ở trong cô sẽ có là 1 trên căn x cộng 3. Rồi, các bạn quan sát cho cô nhé, dấu trừ này. Đấy, dấu trừ này thì cô sẽ làm như sau. Cô sẽ chuyển thành dấu cộng. Trừ thì chuyển thành dấu cộng. Sau đó thì ở dưới mẫu của anh này cô sẽ đổi dấu nhé. Đấy, các bạn hiểu là cô sẽ đổi dấu trừ ra ngoài. Thế thì trừ trừ sẽ thành cộng. Thì ở dưới mẫu này phải biến thành căn x trừ đi 3. Đấy, chưa? Sau đó cô sẽ có là bằng căn x này. Nhân với trong ngoặc này cô sẽ quy đồng nhá. Mẫu chung sẽ là căn x cộng 3 nhân căn x trừ 3. Vậy cô quy đồng này. 1 trên căn x cộng 3 này cô nhân cả tử và mẫu với căn x trừ 3. Vậy cô được là căn x trừ 3. Tất cả trên căn x cộng 3 nhân căn x trừ 3. Đấy. Rồi cái phân thức thứ hai này cô sẽ nhân cả tử và mẫu với căn x cộng 3. Vậy 1 trên nhân căn x cộng 3 vậy vẫn là căn x cộng 3. Tất cả trên ở dưới mẫu này là căn x trừ 3 nhân căn x cộng 3. Đấy, đóng ngoặc vuông vào. Đây, ngoặc vuông nhá. Rồi, vậy cô sẽ được là bằng căn x. Nhân với ở đây cô sẽ có này. Cô sẽ cộng tử và giữ nguyên mẫu này. Căn x cộng căn x, vậy là 2 căn x. Dưới mẫu này. Đấy, chúng ta giữ nguyên mẫu nhá. Thế thì căn x cộng 3 nhân căn x trừ 3 chúng ta sẽ được bằng bao nhiêu các bạn? À, là bằng căn x tất cả bình trừ đi 3 bình đúng không? Căn x tất cả bình là x này, trừ đi 3 bình, 3 bình là mấy? 9. Vậy đây cô sẽ được này, căn x nhân căn x vậy là x, vậy trên tử sẽ là 2x trên x trừ 9. Đấy, với x lớn hơn hoặc bằng 0, x khác 9. Rồi, đấy là phần bài 3.22, là một cái bài toán rút gọn đã sử dụng gần như là tất cả những kiến thức của bài học ngày hôm nay, đúng không? Về nhà thì các bạn sẽ làm cho cô các bài tập còn lại trong sách giáo khoa và sách bài tập nhé. Sau đó thì đọc trước cho cô cái bài mới, đó là bài số 10, căn bậc 3 và căn thức bậc 3. Bây giờ cô Hạnh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài tiếp theo. Xin chào tất cả các em. Khóa học viên sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.